Chiều nay thì nước lũ trên các sông ở Quảng Ngãi cũng đang xuống nhưng xuống chậm. Nhiều khu dân cư vẫn còn đang bị nước lũ chia cắt. Trong khi đó thì tỉnh Quảng Ngãi một mặt cũng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, một mặt cũng huy động lực lượng tìm kiếm 3 ngư dân còn đang bị mất tích do lũ cuốn ở cửa biển Sa Cần thuộc xã Bình Thạnh của huyện Bình Sơn. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, tàu cá QNG 90755TS do ông Bùi Đức Thành, sinh năm 1975, trú ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, đang neo đậu tại khu vực cửa biển Sa Cần thì bị bừa neo, nguy cơ trôi dạt ra biển. Lúc này, ông Thành gọi điện cho người nhà là Nguyễn Thái, sinh năm 1996, Nguyễn Tấn Nô, sinh năm 2007 và Bùi Đức Sự, sinh năm 2007, cùng trú ở xã Bình Chánh, dùng thuyền thúng bơi ra tàu cá hỗ trợ ông Thành neo cột. Do nước chảy xiết, 3 người hỗ trợ neo cột tàu thuyền đã bị lũ cuốn trôi mất tích. Bò cháu này là không biết cái quy cách của nó, gọi là khi nước chảy là người ngồi chỗ nào là cố định, dầu lại chỗ đó thành ra cái thúng nó chìm. Lúc đó là tôi vì sao tôi cũng có liền dai, nhưng mà nước quá chảy là không kịp. Lúc đó là tôi cũng có nhìn lên trái ngay chỗ cái lồng nuôi có họ để lại đó, thì tôi cũng thấy một cháu nhưng mà không biết cháu nào, nhưng mà sau xuống đây là nghe bà con nói là kêu cứu là theo tôi nghĩ là cho các thằng lớn nhất, tức là thằng cháu lớn nhất, còn hai đứa kia bị trôi nó bơi theo rồi. Thì lúc đó tôi chạy đi trước, tôi điện thoại cho vợ là tôi nghĩ là nó vô trong lồng có thôi, nhưng không có trôi chỗ nào nữa. Điện với vợ thì vợ nó điện lại thì vậy là không thấy bò cháu nữa. Đồn biên phòng Bình Thạnh đã điều động cán bộ chiến sĩ đơn vị phối hợp cùng lực lượng cảnh sát biển, công an, dân quân địa phương tổ chức tìm kiếm các vùng biển ven bờ cửa biển Sa Cần, đồng thời sử dụng phương tiện kỹ thuật quan sát trên vùng biển, gành đá, những nơi có khả năng nạn nhân bị sóng biển trôi dạt. Trong cái điều kiện hiện nay là mưa lớn, dòng sông là nước từ các cái thượng nguồn nó đổ về chảy rất là xiết, nên công tác tìm kiếm cứu nạn là không thể điều động phương tiện để ra cửa biển để ta tổ chức tìm kiếm, mà chỉ tổ chức tuần tra dọc theo bên bờ sông, sử dụng các cái phương tiện, các cái thiết bị hiện có như là ống nhòm để quan sát các cái vị trí mà ngư dân có thể bị trôi dạt. Quá trình tìm kiếm thì gặp rất nhiều khó khăn và đến hiện nay thì vẫn chưa tìm thấy 3 ngư dân mất tích. Hiện nay, nạn nhân bị lũ cuốn trôi vẫn chưa được tìm thấy. Đồn biên phòng Bình Thạnh phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.